Và chú thầy xin được trân trọng thông báo cho toàn thể quý vị lễ phục quy mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Ngọc Hương, chú rể Quang Thảo chính thức bắt đầu. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị những tràng pháo tay toàn thể quý vị lên đường. Thank you.
cùng các bà cô dì chú bác anh chị, các bạn trẻ đang thành lưu tú, bạn bè của cô dâu bóng rơi đang có mặt tại khán phòng tiệc cưới của cô dâu bóng rơi, chú rể Quang Thảo trong một chân ngay hôm nay. Sau khi thân mời quý vị thân mến, đúng là trăm năm thì ta chọn lấy một ngày, trăm năm chọn lấy một ngày ở đây, bao lâu năm đợi tháng chờ, nghe đầu hạnh phúc vui cùng từ đây. Và trân trọng kính mời các thầy quý vị xem hình ảnh nhìn của mình về phía trước cổng hoa ban tối hôm nay, chào đón sự hiện diện của hai nhân vật chính, đó chính là cô dâu Ngọc Hơi, chú rể Quang Thảo. Trân trọng kính mời. Đã trở lại sân khấu tình yêu rồi, và trong ngày vui trở lại của cô dâu bóng rơi rất là vinh dự được chào đón sự hiện diện của hai bên gia đình. Và trân trọng giới thiệu và kính mời trở lại sân khấu tình yêu vào lúc này về phía đại diện họ nhà gái, trân trọng kính mời ông Lò Văn Trơ, bà Lương Thị Tài là bố mẹ thân sinh của cô dâu, trân trọng kính mời. Và trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gia đình nhà trai, ông Lò Văn Nhất, bà Lô Thị Hòa Ngọc Khóa là bố mẹ thân sinh của chú rể, trân trọng kính mời. Đã xuất hiện đông đủ những nhân vật quan trọng nhất. Và một lần nữa cho phép MC Mạnh Phú thay lời gia đình, thay lời cô dâu và chú rể, trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị đã bất chấp thời gian và ngọc của mình trở về chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, cũng như chúc mừng hai bên gia đình từ nay đã có thể thảo và sâu hiền. Và trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay sẽ gửi tới toàn thể quý vị một cái cúi chào thật sâu thay cho lời cảm ơn chân thành. Một lời chào xin mời. Quý vị thân mến, đúng là còn gì đẹp trên đời hơn thế, mà hạnh phúc nào bằng không cửa nữa đôi, trăm hoa đôi nở một giờ không bằng một phút đợi chờ tình yêu. Tình yêu là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời mỗi con người, rằng khi yêu như hai con tim đôi bạn trẻ hòa chung một nhịp đập, để rồi họ nguyện chung sức chung lòng, chung cha chung mẹ chung bà chung ông. Và cơ sâu chú rể ngày hôm nay cũng không nằm ngoài quy luật đấy. Trải qua những ngày tháng tìm hiểu, bao lần hẹn hò, để rồi hai bạn đã nhận ra ở nhau một tình yêu trong sáng, hồn nhiên và vô tư. Ra kính thưa toàn thể quý vị quan khách thân mến, đúng là dòng sông thì được bắt nguồn từ những dãy núi cao, tình yêu thì được bắt đầu từ tuổi trẻ, mà sông nào cũng trở về với biển cả, yêu rồi thì sẽ có hôn nhân, bởi hôn nhân là lời hứa cao nhất trong tình yêu. Qua bao thăng trầm của cuộc sống, hai bạn đã quyết định chèo lái con thuyền tình yêu của mình trở về bến bờ hạnh phúc. Rằng thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng tình yêu là một sức mạnh để con người chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bởi khi chúng ta đi đến tận cùng đau khổ, có thể buông bỏ đi mọi thứ trên cuộc đời này, thứ duy nhất còn lại với chúng ta vẫn chính là tình yêu. Và điều đó cũng đã được khẳng định trong một bài thơ tình của Xuân Diệu rằng: thà quyết không yêu đến vạn lần, thế rồi yêu cả một mùa xuân, quyết tìm hạnh phúc trên đường khác, lại thấy yêu say đến vạn lần. Và ngày hôm nay, quý vị cùng trở về đây một lần nữa minh chứng cho điều kỳ diệu của tình yêu bằng buổi lễ phô quy của cô dâu và chú rể. Và ngay bây giờ, không để quý vị anh chị phải chờ đợi lâu hơn nữa, MC Mạnh Phú thay lời gia đình, thay lời cô dâu và chú rể, xin được trịnh trọng thông báo cho gia đình quý vị lễ phô quy mừng hạnh phúc trăm năm cô dâu Ngọc Hơi, chú rể Quang Thảo chính thức bắt đầu. Và trong kính mời các thầy quý vị, những tràng pháo tay thật đầy quý vị lên đường ạ.
không, rất là tuyệt vời. Chúc mừng cho sự khởi đầu của đại lễ phục vụ của cô dâu và chú rể. Rất chân thành quý vị hôm nay đó là trăng tròn thì đẹp nhất đem rằng tình yêu của cô dâu và chú rể tháng tháng nằm nằm vẫn tròn. Để minh chứng điều đó thì trân trọng kính mời cô dâu và chú rể bước lên phía trước để thực hiện nghi thức chào nhẫn cưới tình yêu. Trân trọng kính mời. Và tất cả kính mời chú rể đọc trai ạ. Đó là trao chân nhẫn tình yêu cho cô dâu ạ. Vâng, xin mời. Anh nguyện trao cho em chiếc nhẫn này, tuy rằng không phải nhẫn kim cương nhưng nó chứa tình thương dạt dào. Em yêu anh lắm phải không nào? Đưa tay đây, đưa tay đây để anh đeo nhẫn vào cho em. Vâng, rất tuyệt vời. Và trân trọng kính mời cô dâu ạ, hãy trao lại chiếc nhẫn tình yêu cho chú rể đi ạ. Vâng, xin mời. Anh à, em đợi ngày này từ rất lâu rồi, từng ngày, từng giờ, từng giây phút chờ mong. Và các nhân vật đây, các bạn thân mến, như vậy thì chương trình đám cưới tình yêu của cô dâu và chú rể đã thực hiện xong. Kể từ giờ hai bạn đã chính thức thuộc về nhau. Và trân trọng kính mời tập thể quý vị, hãy bạn lên một tràng vỗ tay để chúc mừng nhau. Trân trọng kính mời hai em trở về vị trí của mình ạ. Và xin mời quý vị thân mến, cùng với những tình cảm chân thành, niềm vui hoan hỉ cũng như lời chúc tốt đẹp của quý vị dành cho cô dâu và chú rể, thì hai em sẽ được đón nhận những tình cảm bằng những món quà đến từ các cô các chú ngày hôm nay. Và trân trọng giới thiệu riêng riêng của các cô các chú trở lại sân khấu tình yêu, trao gửi những món quà thắm tình tuyệt vời nhất cho cô dâu và chú rể. Phần quà đầu tiên, trân trọng kính mời phần quà đến từ gia đình cầu hôm nay. Vâng, xin mời. Và trân trọng kính mời phần quà đến từ gia đình chú Bản Trang. Và trân trọng kính mời phần quà đến từ gia đình cậu Long Khánh. Xin mời. Và chúng ta đã quan sát thấy rõ trên từng ánh mắt, trên từng nụ cười của cô dâu chú rể thể hiện rõ một niềm vui sướng hạnh phúc. Và cô dâu chú rể hãy nở nụ cười thật tươi thắm lên để đón nhận những tình cảm bằng những món quà kỷ niệm ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời. Như vậy là cô dâu và chú rể đón nhận trọn vẹn những tình cảm chân thành của quý vị cũng như những người bố người mẹ dành cho hai con trẻ trong ngày vui trọng đại. Và trân trọng kính mời cô dâu chú rể di chuyển bước chân của mình trở về phía tháp rượu đã được chuẩn bị để cùng tay trong tay góp tràn đầy phát ly tình yêu. Vâng, xin mời. Trân trọng kính mời cô dâu chú rể góp tràn đầy phát ly tình yêu ạ. Vâng, xin mời. Rượu hầu kết nghĩa phù thề, tình trao nồng thắm em về với anh. Cùng anh xuất chén rượu hồng, xua đi giá lạnh mùa đông. Có em rồi anh khỏi đắp chăn đông, bởi tình ta nồng trong chung thủy. Em với anh đôi vợ chồng tri kỷ, có nhau trong đời
ta chẳng bước mơ chi. Và trân trọng kính mời cô dâu chúng mình Quỳ Trà Thị Thu Hà, vâng xin mời. Ngày xưa thì có pháo tê 41 mà, nhưng mà bây giờ ngày hôm nay chiều hoa của cô dâu và chân lễ còn vẫn tốt hơn xưa các bạn. Và thưa tất cả quý vị thân mến, cổ nhân vẫn thường có câu rằng công cha thì như núi Thái Sơn, nhân mẹ như nước người người Việt Đông. Giờ đây nên vợ nên chồng cũng không quên được công ơn của mẹ thầy. Và trân trọng kính mời cô dâu chân lễ nâng ly rượu hạnh phúc để kính lên cha lên mẹ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, trân trọng kính mời cô dâu chân lễ. Từ cô dâu và chú rể à, xin mời. Xin mời hai em có nhận diện phút của mình trở về trình diễn sân khấu chính thức tại một trình diễn. Vâng, xin mời. Trân trọng kính mời hai bên gia đình đứng hình vòng cung bước tới để cùng đi các cấp thành thời gian. Vâng, xin mời. Chúng ta thấy quý vị chúng ta ở phía dưới cũng rất cho mình những chán trèo tràn đầy tình cảm yêu thương nhất ạ. Vâng, xin mời. Giờ kính thưa quý vị thân mến và như vậy là nghi thức rất diệu, mời hai bên gia đình cùng đã tặng phát lại phần ra mắt cho cô dâu và chú rể cũng như đại diện hai bên gia đình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chính trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình trở về từng bàn tiệc. Cảm ơn quý vị quan khách có mặt trở về đây.